và tôi đã mua cái sản phẩm đấy về đây các bạn, và các bạn cùng tôi xem bên trong gồm thì những thứ gì nhé. Hôm nay tôi quyết định sẽ sử dụng sản phẩm các bạn. Đây, sản phẩm đây. Thế bên trong nữa là còn có cả những cái gì đây ở bên trong đây. Đấy, tôi kiểm tra nhé các bạn nhé. Chậm đấy. Khi sử dụng dầu gội thì các bạn sẽ tạo độ ẩm cho tóc nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy dầu gội ra tôi sử dụng các bạn. Đấy, tôi sẽ lấy một cái lượng vừa đủ và lấy vừa lên. Đấy, ta xay đều, xoa đều nó lên. Ta cứ gội đầu bình thường như thế này. Đấy. Đấy. Các bạn gội đầu như thế nào thì ta cũng cứ gội đầu như thế, ta cào như là gội đầu bình thường thôi, thế thôi. Đấy. Nhẹ nhàng thế. Thế sau khi mà nó đã đều rồi, các bạn để qua độ tầm 20 đến 30 phút để các bạn ủ. Sau đấy thì lúc đấy ta sẽ gội đầu các bạn. Rất thơm và rất thoải mái các bạn. Thật không thể tin được. Tôi cứ nghĩ nó phải 20-30 phút. Không ngờ với con 5-7 phút, chưa đầy 10 phút thôi mà đã kết quả đã mỹ mãn rồi. Đấy, tóc tôi từ đang trắng và bây giờ đã đen như thế này rồi. Thật sự tôi không tin được. Không ngờ kết quả thật mỹ mãn. Thế này thì tôi cứ xài cái này suốt thôi. Hay lắm. Dễ làm, đơn giản. Không cần phải đến người thứ hai trợ giúp mình. Làm dễ lắm. Mà lại không có cái hiện tượng mà mình đen da đầu. Da đầu vẫn trạng tác phẩm của Nhật, thật tuyệt vời. Các bạn thấy đấy, bây giờ tóc của tôi đã lên rồi. Bây giờ tôi có thể đi xả nước các bạn nhé. Tôi đã gội và xả xong rồi các bạn ạ. Đây các bạn có thấy không? Hoàn toàn rất sạch sẽ, không bị bám da đầu. Là nước trong, nước trong sạch sẽ, không hề đen. Sản phẩm từ thiên nhiên của Nhật Bản, khác hẳn với sản phẩm dùng ngoài chất các bạn. Sản phẩm rất là yên tâm khi sử dụng, rất tốt, chất lượng rất hay các bạn. Với lọ sản phẩm này, tôi phải sử dụng 2 năm mới hết các bạn. Đặt hàng ngay. Hotline 0858 558 939 hoặc 0363 977 988.